giờ là phần thi quyết định, phần thi về đích. Số điểm các bạn thí sinh đang có lần lượt là 200, 190, 105 và 60. Người đầu tiên đến với phần thi về đích này đó chính là Minh Chiết. Và Minh Chiết đang tạm thời chỉ hơn người thứ hai chỉ có 10 điểm mà thôi. Lúc này thì em đang cảm thấy thế nào? Em vô cảm. Vô cảm đúng không? Vâng, đây là một cái tinh thần rất cần thiết khi chúng ta đến với phần thi này đấy ạ. Yeah. Vâng, bây giờ thì Minh Chiết đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy cùng tiến lên phía trước. Dạ. Yeah. Bạn hãy cho chúng tôi biết lựa chọn của bạn. Em xin chọn gói câu hỏi 60 điểm. 3 câu 20 điểm dành cho Minh Chiết và chúc bạn thành công với lựa chọn này. Bà là nữ tổng biên tập đầu tiên của Việt Nam, chủ bút báo Nữ Giới Chung. Sinh thời, bà viết nhiều tác phẩm về vai trò của phụ nữ trong văn hóa và xã hội. Bà từng sáng tác bài Cây Mai với những câu Ngọc ánh chi nài son phấn đượm, vàng dòng há sợ sắc màu phai. Bà là ai? Sướng Nguyệt Anh. Phải nói rằng là Minh Chiết có một khối kiến thức đáng nể đấy ạ. Chúc mừng bạn. Hãy tiếp tục giữ cho mình một cái đầu lạnh như bây giờ nhé. Câu hỏi số 2 dành cho bạn như sau. Ngày cân bậc 2 là ngày mà cả ngày và tháng đều là cân bậc 2 của hai số cuối cùng của năm. Ví dụ, ngày mùng 9 tháng 9 năm 1981 là một ngày cân bậc 2. Hỏi, ngày cân bậc 2 gần nhất mà chúng ta đã trải qua là ngày nào? Và ngày cân bậc 2 kế tiếp chúng ta sẽ trải qua là ngày nào? Câu trả lời của em là 4 tháng 4 2016 và 5 tháng 5 năm 2025. Minh Chiết đã suy luận như thế nào ạ? Đầu tiên muốn đó là một ngày cân bậc 2 thì em sẽ tìm cả cái số chín phương. Và gần nhất thì sẽ là số chín phương, sẽ là của tầng cung sẽ là 16. Gần nhất mà về quá khứ, còn về tương lai thì gần nhất sẽ là số 25. Và đó sẽ là một ngày mùng 5 tháng 5 năm 2025. Minh Chiết quá xuất sắc. Chúc mừng em. Bây giờ thì Minh Chiết sẽ còn một câu hỏi có giá trị 20 điểm nữa. Chúc bạn thành công với câu hỏi này. Hàng năm vào mùa sinh sản, chờ khi đêm đến, rùa bò lên bờ đẻ trứng và vùi trứng dưới cát. Khi quay trở về biển, rùa khóc lóc đau đớn, những giọt nước mắt to và mặn tuôn rơi trên cát. Rùa khóc để làm gì? Câu trả lời của em đây là rùa khóc để giảm lượng muỗi trong cơ thể. Tôi lại phải nhắc lại câu lúc nãy tôi nói, kiến thức của bạn quá khủng. Vâng, các tuyến muối ở gần mắt làm công việc hàng ngày là thải muối ra khỏi cơ thể để duy trì trạng thái bình thường về áp suất thẩm thấu của máu. Và đáp án chính xác là thải muối ra khỏi cơ thể, đúng như bạn Minh Chiết đã nói. Và đó là câu hỏi cuối cùng dành cho Minh Chiết rồi. Bây giờ bạn có thể trở về vị trí. Minh Chiết đã hoàn thành rất tốt phần thi về đích của mình và chắc chắn điều đó cũng mang lại cho Hoài Bảo rất nhiều động lực. Xin mời Bảo bước lên phía trước. Trước khi đến với phần thi về đích thì em cũng có vài lời muốn nói. Trước hết là em xin cảm ơn các bạn và thầy cô trong trường chuyên Lê Quý Đôn Bình Định đã tạo điều kiện cho em ra ngoài này để thi. Và nếu hôm nay em không có giành được vòng nguyệt quế thì em cũng xin gửi một lời xin lỗi đến rất nhiều bạn và mong rằng thế hệ thứ 24 sẽ tiếp nối em giành cầu truyền hình về với chuyên Lê Quý Đôn Bình Định. Đó là chuyện của tương lai phía trước. Và đôi khi là trong những cái trường hợp quan trọng á, chúng ta cứ nghĩ thật là cao, mơ thật là cao, cố gắng lên nhá. Dạ, bây giờ phải tập trung vào những câu hỏi sắp tới. Em xin chọn 3 câu 20 điểm. 3 câu 20 điểm dành cho Hoài Bảo và chúc bạn thành công. Thủ đô Bruxelles, Bỉ có tượng đài khổng lồ Atomium gồm 9 quả cầu. Công trình này được xây dựng theo mô hình cấu trúc tinh thể của nguyên tố hóa học nào?
Antimon. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Xin mời Khôi Nguyên ạ. Câu trả lời của em là Atatin. Tượng đài này có độ cao 102m với tổng trọng lượng khoảng 2.400 tấn, đại diện cho một tinh thể cơ bản được phóng đại 165 tỷ lần. Và điều mà chúng tôi muốn nhắc tới đó là tinh thể sắt. Tiếp tiếp câu hỏi này thì chưa bạn thí sinh nào giành được điểm. Hoài Bảo sẽ đến với câu hỏi có giá trị 20 điểm tiếp theo. Em không chọn ngôi sao vàng một. Câu hỏi của bạn như sau. Loài cây này thuộc họ sim, có quê hương là châu đại dương. Tại Việt Nam, cây đó được trồng ở khắp mọi nơi. Gỗ được sử dụng để sản xuất giấy viết, gỗ hầm lò, tinh dầu và các công dụng khác. Lá của nó dùng để xông khi bị bệnh cảm cúm. Đó là loài cây nào? Khuôn diệp. Trai mà. À, khuôn diệp ạ. Đáp án của chúng tôi là bạch đàn và ban cố vấn của chương trình cho điểm câu trả lời khuynh diệp của bạn. Số điểm của Bảo bây giờ là 210. Với câu hỏi tiếp theo. Em xin chọn ngôi sao hy vọng. Ngôi sao hy vọng dành cho Bảo. Một câu hỏi bằng tiếng Anh. Hi there, I'm Brandon from Atlantic 5 Star English and today I have an English question for you. This atmospheric phenomenon is a process that occurs when gases in the Earth's atmosphere trap the sun's heat and cause the temperature of the Earth to increase. What is the name of this phenomenon? Good luck. Greenhouse effect. Greenhouse effect. Đây là một tình huống vô cùng quan trọng trong cuộc thi ngày hôm nay. Nếu Bảo trả lời đúng, thì cục diện sẽ vô cùng hấp dẫn và thú vị. Khi người đứng nhất và người đứng nhì chỉ cách nhau một số điểm rất nhỏ mà thôi, đó là 10. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Khôi Nguyên. My answer is greenhouse effect. Chúng tôi tin là Hoài Bảo cũng đã hiểu và nghe rất rõ câu hỏi mà thầy đưa ra là gì và bạn cũng đã đưa ra câu trả lời. Tuy nhiên trong cuộc thi chúng ta cần chính xác hơn một chút xíu. Cố vấn của môn tiếng Anh chỉ cho điểm cho hai trường hợp đọc. Effect và effect. Effect thì cô không cho. Vì vậy rất tiếc với câu trả lời này thì người giành được điểm đó chính là Khôi Nguyên. Cảm ơn Hoài Bảo đã hoàn thành phần thi về đích của mình. Người tiếp theo đến với phần thi về đích đó chính là Trung Hiếu. Và Trung Hiếu hãy tiến lên phía trước. Em xin cảm ơn Olympia và đội ngũ sản xuất chương trình vì đây thực sự là một trải nghiệm mà cả đời em chỉ được có một lần thôi. Một điều nữa là em muốn cảm ơn tới ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Thạch Thất, các thầy cô và gia đình bạn bè đã cổ vũ cho em. Em xin cảm ơn những anh chị tiền bối mà đã truyền động lực cho em để mà em có thể đứng vững ở trên sân khấu S14 ngày hôm nay. Hôm nay thì em chỉ mong rằng là những thế hệ sau những thế hệ sau Thạch Thất sẽ gõ một cầu truyền hình. Cảm xúc là điều mà chúng tôi vô cùng trân quý, đặc biệt là ở những lứa tuổi 17, 18 của những cô cậu học trò. Tuy nhiên, phía trước chúng ta là 3 câu hỏi. Và khi cảm xúc đưa vào những thông tin kiến thức thì chưa chắc thông tin đó, kiến thức đó đã khách quan. Vì vậy, hãy giữ một cái đầu thật lạnh cho 3 câu hỏi sắp tới. Hít một hơi thật sâu, bình tĩnh và lựa chọn câu hỏi của mình thể hiện hết sức. Xin mời Trung Hiếu. Em đã sẵn sàng và em không muốn là mình phải hối tiếc sau khi rời khỏi trường khoa. Em sẽ chọn 3 câu 30 điểm. 3 câu 30 điểm. Rất quyết tâm và chúng tôi mong rằng Trung Hiếu sẽ cảm thấy thật thoải mái và tự tin khi trả lời những câu hỏi này. Câu hỏi đầu tiên của bạn như sau.
Núi lửa Lien tại Indonesia nổi tiếng bởi ban ngày nhiều nơi trên bề mặt miệng núi có màu vàng đỏ, nhưng lại chuyển sang màu xanh neon vào ban đêm. Điều này được lý giải là do hoạt động hóa học của phi kim nào? Câu trả lời của em là lưu huỳnh. Một câu hỏi có giá trị 30 điểm không dễ, nhưng nó lại không khó với Trung Hiếu. Xin chúc mừng bạn. Núi lửa này là một điểm đến tham quan nổi tiếng của Indonesia, và ngoài hồ axit, núi lửa Lien còn được biết đến là một mỏ lưu huỳnh lớn. Và ban ngày lưu huỳnh trong trạng thái rắn có màu vàng đỏ, và ban đêm lưu huỳnh không còn ở thể rắn mà bốc cháy, phát ánh sáng màu xanh neon trong bóng tối. Đã làm rất tốt rồi. Câu hỏi tiếp theo, bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Em không lựa chọn ngôi sao hy vọng. Câu hỏi dành cho Hiếu như sau. Vậy thì ở trẻ em trai và gái do tác động chủ yếu của hai hormone nào? Đáp án của em là dậy thì ở trẻ em trai do tác động của hormone là testosterone, và dậy thì ở trẻ em gái do tác động của hormone là estrogen. Estrogen và testosterone. Một câu trả lời cực kỳ chi tiết. Và đó là Trung Hiếu mà Thạch Thất tự hào. Bây giờ thì số điểm của Trung Hiếu đã là 165 rồi. Đây là trận đấu thứ 3 của em, và ở câu hỏi thứ 3 có giá trị 30 điểm, em sẽ lựa chọn ngôi sao hy vọng. Vâng, chúc bạn thành công và may mắn. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau của nhóm phóng viên Olympia. Đây là nhà lưu niệm của cố Tổng Bí thư Trường Chinh tại Nam Định. Trong quá trình hoạt động cách mạng của mình, ông đã viết một loạt bài đăng trên báo Sự Thật, cơ quan ngôn luận trung ương của Đảng từ số 70 đến số 81. Những bài báo này đã được nhà xuất bản Sự Thật xuất bản thành sách vào tháng 9 năm 1947, nhân dịp kỷ niệm lần thứ hai ngày Nam Bộ kháng chiến. Trong tác phẩm này, Tổng Bí thư Trường Chinh đã đề ra các luận chứng và phát triển toàn bộ đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ. Các bạn hãy cho biết tên của tác phẩm mà chúng tôi đang nhắc đến ở đây. Thưa anh chị, em nghĩ là luận cương về đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cơ hội dành cho các bạn còn lại. Xin mời Hoài Bảo. Câu trả lời của em là kháng chiến nhất định thắng lợi. Một câu trả lời rất to và rõ ràng của Hoài Bảo. Và bạn có vẻ như rất sung sướng khi đã giành được quyền trả lời của câu hỏi này. Và Hoài Bảo đã ngồi sụp xuống rồi. Không biết là bạn đang nghĩ gì? Em chỉ nghĩ là không biết mình có thiếu chữ nào hay là thừa chữ nào không? Chúng tôi khẳng định là không thiếu, cũng không thừa. Xin chúc mừng Hoài Bảo! Trung Hiếu cũng xứng đáng được hoan nghênh bởi nỗ lực của mình. Và niềm vui giữa những người bạn cùng chơi, những người bạn rất thân thiết. Cảm ơn Hiếu, bạn có thể về vị trí nhé. Người cuối cùng tham gia phần thi về đích là người mà chúng tôi chỉ cần nhìn thôi là chúng tôi đã cảm thấy sự vui vẻ, sự tích cực. Hãy cùng mời Khôi Nguyên tham gia phần thi về đích. Vâng, chàng trai găng tay xanh, hôm nay thì bạn sẽ lựa chọn những câu hỏi nào? Dạ, cũng như các bạn trước, các bạn đã nói khá nhiều nên em cũng xin phép có đôi lời. Ở tuần đầu tiên em đến đây thì em chưa có nhiều cổ động viên, nhưng trong quá trình thi đấu thì nhiều người đã yêu thích em, nhiều người cũng không thích em. Họ đều cho em những góp ý chân thành, và em rất biết ơn điều đó. Em cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người có thể nhớ đến Lê Quý Đôn Khánh Hòa,
có anh Hải Đăng giành được cầu của năm thứ 19. Nhưng mọi người cũng nên nhớ đến là chị Trà My, anh Trung Hiếu, anh Khánh Bình đã đến sân chơi này và đã vào được vòng thi tuần và tháng. Đồng thời, anh Minh Quân năm 20, anh Văn Khải năm 22 và bạn Nguyễn Trần Khôn Nguyên năm 23 đã vào được vòng thi quý. Mình tin vào những thế hệ sau của Lê Quý Đô Khánh Hòa sẽ giành được cầu truyền hình của Olympia trong tương lai ạ. Rồi, phần nghiêm túc đã xong, em nghĩ là em thèm nó con này lâu lắm rồi. Em tất tay 3 cầu 30 ạ. Vâng, chúc găng tay xanh sẽ có thể gặt hái được rất nhiều thành công ở trong phần thi này. Nhiều người ăn nam thích bập bẹ 5-3 tiếng Tây hơn là diễn tả ý tưởng trong mạch lạc bằng tiếng nước mình. Đó là câu mở đầu cho bài chính luận Tiếng mẹ đẻ, nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức của tác giả nào? Dạ, câu trả lời của em là Đặng Thái Mai. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Xin mời Minh Chiết. Câu trả lời của em là Nguyễn An Ninh. Một phong thái trả lời vô cùng rõ ràng mạch lạc của Minh Chiết. Tiếp tục vị trí dẫn đầu, Minh Chiết. Rồi. Câu hỏi tiếp theo có giá trị 30 điểm. Găng tay xanh có lựa chọn ngôi sao không? Dạ không. Xin mời Khôi Nguyên đến với câu hỏi. Nhiều xe đạp có một chiếc đèn gắn với một bộ phận gọi là dynamo. Khi núm dynamo quay, bóng đèn xe đạp phát sáng. Hai bộ phận chính của dynamo là gì? Dạ, rotor và stator. Dạ, rotor và stator. Rotor và stator. Chúng tôi muốn nghe những câu trả lời khác ạ. Sau khi núm của dynamo quay sẽ khiến nam châm hoạt động và quay theo đèn sáng. Và đáp án của chúng tôi là hai bộ phận chính của dynamo là nam châm và cuộn dây dẫn ạ. Ôi trời. Dạ. Cảm ơn điện từ. Bạn thấy sao về câu hỏi vừa rồi? Em nhớ bài này là nằm trong vật lý chính bài cảm ứng điện từ, nhưng mà em tự nhiên em kể rotor stator hình như là máy khác chứ không phải máy này. Hay là bạn xem nhầm trang? Dạ, anh nhớ lộn trang thôi. Dạ, em có một yêu cầu nhỏ tí nữa, giả dụ nếu như mà điểm em là 10 điểm thì anh chị đọc cho em là điểm 10 được không ạ? Trời ơi, sao có cái người nào mà đáng yêu thế, không biết. Rồi, câu hỏi cuối cùng em sẽ chọn găng tay hy vọng kèm với ngôi sao hy vọng ạ. Theo luật quốc phòng hiện hành, lực lượng vũ trang nhân dân của nước ta bao gồm 3 lực lượng nào? À, anh chị hãy nhớ là xin lời em đã dặn nha. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Xin mời Trung Hiếu. Thưa anh chị, em nghĩ là gồm 3 lực lượng: chính quy, dự bị và dân quân tự vệ. Chúng ta có 3 lực lượng: dân quân tự vệ, quân đội nhân dân và công an nhân dân. Rất tiếc. Vâng, rất cảm ơn Khôi Nguyên đã hoàn thành vấn đề của mình. Bây giờ bạn có thể trở về vị trí rồi. Và chúc mừng cầu truyền hình đã thuộc về trường Trung học Thông chuyên Quốc học Thừa Thiên Huế. Và đó chính là Nguyễn Minh Chiết. Một cuộc thi quý rất hấp dẫn và các bạn thí sinh đã có cho mình những số điểm. Hãy cùng nhau tổng kết số điểm của các bạn. Đầu tiên là một chàng trai đã mang về câu truyền hình cho tỉnh Thừa Thiên Huế của mình. Giỏi đây! Minh Chiết 290 điểm!
Bạn Đặng Hoài Bảo đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định giành được số điểm 220. Đặng Trung Hiếu, niềm tự hào của trường Trung học phổ thông Thạch Thất Hà Nội với 120 điểm. Và bạn Nguyễn Trần Khôi Nguyên đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa là một chàng trai điểm 10. Glory, glory, mighty united. Glory, glory, mighty united. Em không còn gì để mất rồi. Ui giời ơi. Nhập cuộc rất tốt. Em xin lựa chọn ngôi sao hy vọng. Bốn câu trả lời giống hệt nhau đến từ bốn bạn thí sinh. Chú ý một chút, kỹ một chút. Cái gì bạn cũng biết. Rất đáng để suy nghĩ. Hoàn toàn đồng ý. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Để những số điểm sang một bên thì đối với chúng tôi, cả bốn bạn thí sinh đều là những chàng trai 10 trên 10, 100 trên 100. Hãy cùng nắm tay nhau bước lên bục vinh quang của chương trình ngày hôm nay. Những chàng trai xuất sắc nhất quý 2. Và xin trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Trung Ninh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Liên và ông Nguyễn Văn Lân sẽ lên sân khấu trao vòng nguyệt quế và phần thưởng cho các bạn. Và như vậy là chúng ta đã vừa trải qua một cuộc thi vô cùng căng thẳng và vô cùng hồi hộp, đã tạo nên những sự hấp dẫn của quý 2 đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 này. Và bốn thí sinh đang có mặt trên sân khấu đều là những người giỏi nhất, những tinh hoa nhất của quý này đã tụ hội về đây và đã cống hiến cho tất cả quý vị khán giả một trận thi đấu cực kỳ hấp dẫn. Còn bây giờ thì chẳng còn một lời nào nữa nói hay hơn, đó chính là chúc mừng cầu truyền hình trận chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 thuộc về trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Thừa Thiên Huế. Và chúc mừng Nguyễn Minh Chiết. Và ba bạn thí sinh còn lại của chúng ta, Khôi Nguyên, Trung Hiếu và Hoài Bảo đều là những người vô cùng xuất sắc. Chúng tôi rất tự hào về các bạn và hy vọng rằng là các bạn cũng cảm thấy tự hào về những nỗ lực và thành tích mà mình đã đạt được. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và ủng hộ cho chương trình đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với tỉnh Thừa Thiên Huế xinh đẹp và trao tặng 10 suất học bổng Olympia Thaco cho những học sinh học tập tốt và có hoàn cảnh khó khăn. Đây là trận thi quỹ và nộp nhận định cái câu truyền hình và em rất tự hào khi đã trở thành câu truyền hình thứ 6 của Trung học phổ thông Quốc Huế. Em sẽ cổ vũ cho bạn Chiết trong trận chung kết năm nay và hy vọng mọi người sẽ đồng hành với đội Khánh Hòa trong những mùa Olympia sau ạ. Không chỉ là kiến thức mà đó còn là tình cảm, những cái mối quan hệ tốt, rồi là bản lĩnh. Em nghĩ đó là những cái điều mà lớn nhất mà em đã giành được sau khi mà bước ra từ sân khấu của đường lên đỉnh Olympia. Lúc em đi thi đợt này thì cũng đã xác định là mình vẫn sẽ lạc quan và vẫn sẽ tươi cười, vẫn sẽ cháy hết mình với niềm đam mê và tất nhiên. Dù có núi tiếp hay là em vẫn phải đi tiếp và lái này làm động lực thay vì biến nó là một áp lực.